Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Hôm nay mình có cái đơn hàng từ Trung Quốc gửi về, không biết là cái gì. Mình sẽ bóc ra xem nó là cái gì, mình review cho các bạn nhé. Đây là cái sạc. Ok, mình sẽ bóc ra. Đây là cái sạc pin. Đây, sạc pin đa năng. Bốn cây. Mình đã đặt ở trên Alibaba. Đây, nó có cái đầu sạc trên ô tô này. Nguồn 12V 2A. Đây là bọc sạc. Đây là cái sạc Lito Kala các bạn nhé, Li 500. Con này nó có 4 kênh sạc pin. Đây là một cổng USB output 5V. Cái này nó làm cái là làm cục sạc dự phòng luôn các bạn nhé. Mình sẽ test thử sạc dự phòng. Đây là cái pin laptop cũ mình đã tháo ra để mình sẽ dùng, mục đích mua cái sạc này về để check cái loại pin laptop cũ, cái nào dùng được thì mình sẽ dùng và phân loại ra, cái nào đã hỏng rồi thì mình sẽ vứt đi, dùng cái sạc này để xác định. Pin này là 2000mAh, 3.7V. Đó. Mình sẽ test thử cái sạc dự phòng này. Đấy. Nó kiêm luôn sạc dự phòng các bạn. Bạn cứ nhét pin 1650 vào là làm sạc dự phòng thôi. Cũng có pin vào sạc hoàn toàn. Ok, đây là tính năng sạc dự phòng. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn vào nhé. Này sử dụng nguồn DC 12V. Đối với cái sạc này thì nó làm được những gì? Nó sẽ, một là có chức năng sạc này, trên này. Hai là tính năng test pin này, đây là test nhanh. Ba là test bình thường này, test chậm. Thì cái sạc này nó sẽ đo được, thứ nhất là cái hiệu điện thế của pin này. Thứ hai là cái dung lượng của pin. Và ba là cái nội trở. Nội trở ở đây thì nếu như là pin laptop cũ nội trở dưới 50 thì gần như là mới nhá, dưới 50 là gần như là mới. Đây thì mình đã đo, đây là cái cục pin số 4 này, pin số 4 nội trở của nó chỉ có 36 thôi, còn rất là mới. Cục số 3 là 47, số 2 là 59, số 1 là 69. Số 1 này khoảng độ còn 80%. Mới 80%.
Đó, thì mình sẽ dùng cái sạc này để xác định các cái pin laptop cũ. Mình sẽ tháo ra đây, những cái nào mà hỏng mình sẽ vứt đi. Mình sẽ test thử một vài cái nhé. Đấy, đó là tính năng đo nội trở. Còn bây giờ mình sẽ kiểm tra cái tính năng tiếp theo, đó là cái tính năng sạc của nó. Tính năng sạc thì mặc định cắm pin vào là nó sạc thôi. Mình có thể điều chỉnh được cái dòng sạc ở bên này. Để điều chỉnh dòng sạc thì đầu tiên các bạn giữ lì phím mode này. Đấy, khi cái chữ sạc nó nhấp nháy thì bạn có thể bấm cái phím current bên này. Đó, để chọn cái dòng sạc. Ở đây nó có thể cho ta ba dòng sạc là 300mAh, 500 này, 700 và 1000mAh. Đó là cái dòng sạc. Thì đối với bốn kênh này nó hoạt động độc lập nhau nhé. Ví dụ kênh số 2 mình cho dòng sạc là 300 thôi. Kênh số 3 cho dòng sạc 700, kênh số 4 cho dòng sạc 1000 ạ. Đấy, bốn kênh này nó hoạt động độc lập nhau. Đấy là tính năng sạc. Còn tính năng tiếp theo là tính năng test pin, test nhanh. Thì các bạn cũng giữ vào cái phím mode này, giữ một lúc để khi chữ này nó nhấp nháy thì các bạn ấn thêm một lần nữa, nó chuyển sang chế độ test nhanh. Đấy, test nhanh thì mình cũng có thể chọn cái dòng để test từ 300 cho đến 1000mAh. Tương tự như vậy, tương tự như cái sạc, cũng bốn kênh độc lập nhau. Một cái tính năng nữa đó là tính năng test bình thường. Test bình thường này thì nó sẽ sạc đầy pin. Khi mình chọn cái chức năng này thì nó sẽ sạc đầy pin, sau đó nó sẽ xả ra. Thì test bình thường này thì nó cũng cho ta chọn cái dòng sạc. Đấy, thì các bạn có thể là chọn cái dòng sạc. Mình chọn cho bốn kênh độc lập nha. Mình quên nói một cái tính năng nữa, nó có khả năng sạc được cho cả loại pin AA hoặc là pin đại to hơn nhé. Nếu mà pin đại thì chắc là chỉ sạc được 2 viên cùng một lúc thôi. Đấy, còn viên AA này có thể sạc được 4 viên cùng một lúc. Ok, đây là cái tính năng của cái sạc pin này. Bây giờ mình sẽ mở bụng nó ra xem ở bên trong của nó như thế nào nhé. Ok, đây là cái mạch điện tử của nó. Trông cũng rất là chất đấy. Chắc mình chỉ tháo được đến đây thôi. Muốn tháo sâu hơn nữa thì phải nhả cái mối hàn này ra, xem cái mặt đằng sau của nó như thế nào. Thì chắc là mình không tháo đâu, tại vì mình mua cái này ra về để dùng, tháo ra nhỡ nó hỏng mất thì chết. Mình chỉ tháo đến đây thôi nhé. Ok, với cái sạc này giá của nó khoảng độ
500.000 tính cho tiền Việt, mình mua ở trên trang Banggood giá nó khoảng 500.000, sản lượng 4 viên pin đồng vào. Ok, video của mình hôm nay tạm dừng ở đây nhé, mình chỉ review thế này thôi. Các bạn nhớ like và chia sẻ video, đăng ký kênh để được xem những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.